chúa cùng anh chị em Và ở cùng cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thanh mạc theo lời Chúa vinh danh Chúa khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo người đi lên núi và lúc người ngồi xuống các môn đệ đến gần người bây giờ người mở miệng dạy họ rằng phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó Vì nước trời là của họ Phúc cho những ai hiền lành Vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp Phúc cho những ai đau buồn Vì họ sẽ được ủi an Phúc cho những ai đối khác điều công chính Vì họ sẽ được no thỏa Phúc cho những ai hay thương xót người Vì họ sẽ được xót thương phúc cho những ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn xem thiên chúa phúc cho những ai ăn ở thượng hòa vì họ sẽ được gọi là con thiên chúa phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính vì nước trời là của họ phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con và bởi ghét thầy Họ vu khống cho các con mọi điều gian ác Các con hãy vui mừng hân hoan Vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy đó là lời Chúa Lời Chúa Kitô, khen Chúa anh chị em thân mến đối với cuộc sống con người của chúng ta thường thì ai trong chúng ta cũng đều khao khát để kiếm tìm hạnh phúc thế nhưng hạnh phúc mà con người tìm kiếm đó là hạnh phúc nào phải chăng là tiền tài danh vọng địa vị lạc thú và thử hỏi khi con người đạt được danh lợi thú thì chúng ta có cảm thấy mình được thỏa mãn hết chưa tôi tin chắc là chưa chúng ta có thể đưa một ví dụ khi tôi còn nhỏ lúc tôi nghèo tôi không có phương tiện để đi thì thường người ta ao ước mình chỉ có được một chiếc xe đạp thôi để làm phương tiện để đi đó là niềm hạnh phúc của mình rồi thế nhưng sau khi mà người ta có được một chiếc xe đạp rồi thì một thời gian sau thấy người khác có một chiếc xe rim cho nên tôi cảm thấy chiếc xe đạp đó không còn hạnh phúc nữa mà chúng ta lại kiếm tìm những cái hạnh phúc khác cao hơn con người chạy theo hạnh phúc giống như là chúng ta đang chụp lấy một cái bóng cho nên người ta nói như thế này con người của chúng ta được vôi thì lại đòi tiên nhưng được tiên rồi thì cảm thấy mình không thỏa mãn như vậy thì tôi phải tìm hạnh phúc của mình như thế nào và ở đâu trong cuộc sống của mình để giải quyết tìm hiểu về điều này chắc có lẽ không ai hơn hết là chính Augustino là người đã cho chúng ta một cảm nghiệm rất là sâu sắc khi ngài đã được ơn trở lại thì ngài đã thốt lên một điều lạy chúa chúa đã dựng nên con cho chúa và lòng con vẫn còn khoác khoác khoả băn khoăn lo âu khi mà chỉ khi con được diện kiến ở trong thánh nhang của ngài điều đó có nghĩa là Thánh Augustino đã cảm nghiệm Khi mà chúng ta có Chúa trong cuộc sống rồi Thì điều đó mới có thể giúp cho chúng ta Thỏa mãn được hết hạnh phúc trong đời sống của mình Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta Tôi tìm hạnh phúc đó bằng cách nào Và tôi thể hiện như sao Chắc chắn mọi người chúng ta Ngay từ nhỏ khi chúng ta học giáo lý công giáo thì ai trong chúng ta cũng đều đều biết cái câu giáo lý đầu tiên hỏi ta sống ở đời này để làm cái gì. Thưa ta sống ở đời này để nhận biết, thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời là cha chúng ta và yêu thương mọi người như anh em cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp cho ngày sau được hưởng hạnh phúc đời đời. Như vậy để giúp cho chúng ta đạt được hạnh phúc đời đời Không phải là chúng ta tìm danh vọng địa vị lạc thú Mà điều quan trọng là tôi biết tôn thờ Thiên Chúa Tôi biết thể hiện tình yêu của Ngài Đối với Ngài và đối với anh chị em của chúng ta Đây cũng chính là lệ luật mà Thiên Chúa đã ban cho ông Môi Sen ở trên núi Sinai mà chúng ta gọi đó là luật cũ ước luật cũ và ngày hôm nay tin mừng đã trình bày cho chúng ta thấy đức giêsu lại ban cho chúng ta một lời luật mới được gọi là tám mối phúc thật là những con đường để giúp cho mọi người chúng ta đạt được hạnh phúc đời đời nhưng mà con đường đó là con đường nào phúc cho những ai nghèo khổ khúc phúc cho những ai khóc lóc phúc cho những ai bị bách hại xem ra những điều mà chúa nói với chúng ta làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó chấp nhận trong cuộc sống của mình bởi vì người ta chỉ muốn giàu người ta chỉ muốn vui sướng người ta chỉ muốn hưởng thụ làm vua chứ không bao giờ muốn mình bị bách hại trong đời sống nhưng thưa anh chị em thiên chúa của chúng ta muốn tỏ cho chúng ta biết được một sự thật để nhờ sự thật đó mà chúng ta mới thật sự được hưởng hạnh phúc chúng ta có thể nhìn trong cuộc sống con người của mình khi mà chúng ta muốn đạt được một danh vọng nào đó thì ai trong chúng ta cũng phải trải qua thử thách trong cuộc đời của mình tôi phải chấp nhận hy sinh khi tôi được cha mẹ sinh ra, tôi lớn lên, tôi ao ước được làm một bác sĩ, một kỹ sư, một nhà tiến sĩ. Thì không phải tự động, tự nhiên, tôi sinh ra, tôi đi chơi, lớn lên tôi ao ước cái gì thì tôi được cái nấy. Thực không? Người ta nói một câu đó là không thể nào nhỏ đi chăn dịch mà lớn làm chủ tịch được hết tất cả mọi người chúng ta để đạt được một danh vọng nào thì chúng ta phải chấp nhận những cái hy sinh đau khổ trong đời sống của mình và thử hỏi trong cuộc sống của chúng ta có những thứ vinh quang nào mà người ta không phải trải qua đau khổ trong đời sống của mình thưa có đó là vinh quang của giả dối vinh quang của sự mua chuộc vinh quang của sự đàn áp vinh quang của kẻ mạnh bóc lột trên kẻ yếu và tất cả những thứ vinh quang đó sẽ không bao giờ tồn tại ở trên nước trời và con người cũng sẽ không được hưởng hạnh phúc với những vinh quang như vậy cho nên chúa mời gọi chúng ta Hãy đi theo Chúa bằng con đường đó là con đường khổ giá, con đường hy sinh để giúp cho mọi người chúng ta mới có thể đạt được hạnh phúc thật sự trong đời sống của mình. Con đường của tám mối phúc thật đó cũng là con đường của tinh thần mà chính Thánh Phanxicô đã dệt lên bằng một câu kinh mà chính vị linh mục nhạc sĩ Kim Long đã viết lên thành một bài ca bất hủ đó là lời kinh hòa bình lạy chúa tự nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự chúa trong mọi người chúng ta phụng sự chúa trong mọi người bằng cách nào thưa đó là đem yêu thương vào nơi quán thù đem thứ tha vào nơi lăng nhục đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Và tác giả còn viết tiếp, để con đem tinh kính vào nơi nghi nan, đem trông cậy vào nơi thất vọng, đem niềm vui đến chốn u sầu. Quả thật, tất cả những điều đó chúng ta thực hiện không phải là một điều dễ dàng trong đời sống của mình. Nhưng chúng ta có thể quả quyết Mỗi khi chúng ta dám chết đi cho con người thấp hèn của mình Chính lúc đó chúng ta thật sự sẽ được sống trong Chúa Hay là chúng ta có thể nói như tinh thần của bài đọc thứ nhất Mà Thánh Phaolô đã trình bày cho chúng ta Một khi tất cả mọi người chúng ta dám chấp nhận chia sẻ sự đau khổ của Đức Kitô, Tô thì chúng ta cũng sẽ nhờ người Để chúng ta được ơn an ủi trong đời sống của mình Nếu chúng ta dám chấp nhận cùng chết với Đức Kitô Thì chúng ta sẽ cùng được phục sinh với người Xin Chúa cho mọi người chúng ta Mỗi ngày dám chết đi con người thấp hèn của mình Để nhờ đó mà tình yêu của Thiên Chúa được lớn lên trong đời sống của chúng ta amen